đẹp xinh như muôn hoa ngọc lan như xuân dạng ngời, là vì em mang theo một con ngọc lan. Ủa sao lại sao bạn đứng thừa ở đó vậy? Ê, chớp hai ra đây mình hỏi cái môn này là cái môn gì vậy? Thì môn này là môn thể dục. Bạn chưa từng học môn này hả? Chưa, đó giờ mình chưa từng học môn này. Mình chỉ học môn khoa học nè. Khoa học thì để hiểu về tự nhiên, còn môn văn hóa thì để hiểu về con người nè. Còn môn này mình chưa bao giờ học. Thì mình học thể dục để cho chúng ta rèn luyện thân thể nè, có sức đề kháng để chống lại mọi bệnh tật đó. Nhưng mà nếu mà muốn học môn này thì mình phải làm gì? Đơn giản lắm, bạn chỉ cần tập chạy nè, khởi động, rồi chơi một môn thể thao như đá banh, bóng rổ, bóng chuyền. Ủa sao mấy cái môn này cái môn nào cũng phải đổ mồ hôi hết trơn vậy? Nếu mà còn có sức đề kháng á thì chỉ cần ăn chay. Ngồi thiền, yoga, hấp thụ năng lượng, mấy cái đó cũng tốt nhưng mà không thể thiếu vận động thể dục thể thao được. Tập trung, các em sẵn sàng hết chưa? Chúng ta bắt đầu tập thể dục nha. Dạ. Dạ. Bắt đầu. Ngồi xuống đi Siêu Lị. Siêu Lị, sao em không vô tôi thế chạy với các bạn đi? Sao bạn không chạy? Ủa chạy hả? Siêu Lị, em làm sao vậy? Sao em không chạy với các bạn đi? Dạ em mới chạy xong rồi thầy. Đó đâu phải là chạy đâu em. Dạ thưa thầy, mà Siêu Lị chưa từng học môn thể dục bao giờ. Vậy hả? Vậy thôi chớp em chạy thử cho Siêu Lị coi đi. Dạ. Tuyệt vời, như vậy là chớp đã phá được kỷ lục lần trước của chính mình rồi đó. Dạ. Siêu Lị, em thấy chưa? Dạ. Vậy bây giờ em chạy lại cho thầy coi nha. Dạ. Bắt đầu. Dạ. Chạy nhanh lên đi Siêu Lị. Mình chạy nhanh rồi nè. Yeah. Yeah, Siêu Lị giỏi quá. Vậy nít lẹ đi Siêu Lị. Trời ơi. Ôi, lấy cái cờ nữa. Trời ơi, cái gì?
gì cái cờ nữa, phiền quá cái vậy. Nhẹ lên. Rồi, chạy nó lẹ lên xuống lại. Mình mệt quá. Xu Lì, bạn cố gắng lên đi, sắp về đích rồi. Không, mình mệt quá à. Thì ít ra mà cũng phải về tới đích chứ. Không nội chớp chớp rồi. Thôi, để mình giúp bạn. Thôi, thôi, ra 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 ra. Tự lập, được, tự lập. Cố lên Siêu Lì. Nhanh lên Siêu Lì. Sắp tới đích rồi. Cuối cùng bạn cũng về đến đích rồi. Ồ, lớp chúng ta có thêm một người lập được kỷ lục mới nữa. Không phải do em chạy nhanh, mà do em đi chậm đó. Su Lì, nhưng mà bạn phải chạy như mình nè. Khi chạy á, bạn phải chạy nhanh nè. Rồi cái chân á... Thôi. Không cần bạn chỉ, ok. Mình biết bạn chạy nhanh nhất thế giới, mình chạy chậm nhất thế giới. Mình không có chạy nhanh, không có đam mê, khỏi chỉ, ha. Nhưng mà mình chỉ đang hướng dẫn bạn thôi mà. Không cần, không có đam mê. No, nha. Su Lì. Về tới cái giường thân yêu là khỏe biết bao nhiêu. Đúng là cái môn thể dục đáng ghét. Mệt muốn chết luôn. Chào cháu gái của cậu. Cậu nói rồi con thấy chưa, cái môn thể dục là cái môn xấu xa mà loài người nghĩ ra. Ủa sao mấy cậu cái gì cũng biết trơn vậy? Biết chứ, con thấy không, học thể dục vừa đổ mồ hôi vừa mất sức, rồi trầy tay trầy chân, đâu có tốt đâu. Hay là vậy mà bắt tập thể dục thiệt tình. Ủa nhưng mà sao chớp chớp là giỏi môn thể dục này vậy cậu? Bởi vì nó là người xấu mà. Đúng rồi đó con. Nó gia đình nông dân siêu phàm lúc nào cũng muốn hại người hết, nên mới khuyên mọi người tập thể dục thể thao. Có phải vậy không hả cậu? Thì phải vậy mà. Đúng là vậy, gia đình nông dân siêu phàm không có làm gì tốt đẹp hết chứ. Phải ha, cái môn này toàn là hành hạ học sinh không à. Và chỉ ưu ái cho những cái đứa như là chớp chớp thôi. Con sẽ làm cho mọi người chán ghét bỏ cái môn này. Cái môn này không có tốt đẹp gì hết trơn á. Đúng rồi đó con. Con đã hiểu lý tưởng của chúng ta rồi đó. Thôi, chúc con thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ, bye cậu. Các em, hôm nay thầy thấy các em tập luyện thiếu sự tập trung. Bữa sau chúng ta cần nỗ lực hơn nữa thì mới đạt được kết quả cao. Các em cố gắng lên. Dạ. Trời ơi, tôi mà thấy mình mệt rồi. Ai cộng tôi về lớp giùm đi. Dạ. Ê khoan. Các bạn về chỗ hết. Mình có một xíu thay đổi. Thay đổi gì á? Mình cùng với các bạn sẽ đề nghị với nhà trường bỏ cái môn thể dục này ra khỏi chương trình học của chúng mình. Bạn nói chuyện mắc cười quá, làm sao mà bỏ thể dục được? Tôi nghĩ nên bỏ. Cả lớp thôi, đi về lớp. Mà này kỳ cục quá, ta nói những chuyện miễn vong thôi à. Chú Lì, bạn mau đi về lớp đi, không tôi không kịp giờ môn khác đâu. Chớp chớp, mình tin chắc rằng bạn sẽ theo phe mình. À quên, chớp chớp là đồ xấu mà. Làm sao mà có thể bỏ môn thể dục này được? Mình phải tìm phương pháp thôi. Đã không có môn thể dục đáng ghét rồi, đã vậy còn tăng cường thêm cái môn gì quét tùm lum tùm lá chứ. Mệt mỏi, toàn điên hiếp con nít không à. Siêu Lì nghe. Chào Siêu Lì. Sao, có gì không? Hay là đã thấm cái vụ mà ý kiến của tôi đề nghị bỏ cái môn thể dục rồi đúng không? Trời, ý kiến quá hay mà, sao mà không bỏ được.
không? Mình gọi bạn nhắn bạn mai đến trường sớm chút xíu nha. Hả? Chi? Mình quyết định rồi, mỗi ngày mình sẽ kèm bạn tập chạy, ngày nào cũng tập, rồi bạn sẽ tiến bộ lên thôi. Chi gì trời, rảnh quá trời. Vậy nha, mai mình chờ bạn ở sân á, nhớ tới nha. Chóp chóp ơi, chóp chóp. Áo hoài. May quá, ông qua chớp chớp hết hồn. Siêu Ly. Hả? Bạn bị sao vậy? Hả? Hẹn bạn tới sớm để tập chạy mà giờ này bạn mới tới hả? Hả? Không nói nhiều với bạn nữa đâu. Mau vô thay đồ đi, hẹn bạn ngoài sân đó nha. Hả? Trời ơi là... Tập 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 quậy, tập quậy, xúc ngày tập ghét tập quay thể dục bắt thể dục quay mày đặt đỡ 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 à. Bây giờ mình cần tìm một nơi để có thể lan tỏa cái mùi hương thảnh thơi này mới được. Ở đâu được ta? Hả? Ủa chớp chớp, mày đứng đây làm gì cho ai vậy? À, mình đang đợi Su Lì. Chi vậy? Thì để mình kèm tập chạy cho Su Lì á. À, để mình có thấy Su Lì bạn đó với những cái hành động rất là kỳ quặc. Mình thấy Su Lì hả? Ở đâu vậy? Mày nói chị hướng nó đó. Cảm ơn bạn nha. Su Lì. Hả? Hẹn bạn ra sân tập mà bạn đi đâu vậy? Thôi tôi không tập đâu. Bạn không tập sao bạn học được môn này? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ làm cho cái trường này bỏ luôn môn thể dục luôn. Không tranh luận nữa bạn nữa, đi ra sân tập. Thôi, à nè 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 nè, khoan. Xem cái gì? Thơm quá. Vậy là từ nay chớp chớp cũng đã được nghỉ ngơi thảnh thơi rồi nha. Bây giờ mình sẽ đem mùi hương này lan tỏa ra khắp trường để tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi thảnh thơi. Công nhận cháu gái của ông thông minh dễ sợ luôn á. Cháu gái của ông làm như vậy á là đúng như kế hoạch của chúng ta rồi. Cháu gái ta mà. Tiến sĩ Đơn, ông hãy kêu Su Lì phát tán mùi hương cho toàn thành phố Kun đi. Đúng rồi, đúng vậy. Sao? Thấy gì có khỏe hơn là phải chạy bộ dưới trời nắng không? Đương nhiên rồi. Cháu gái, giờ thì cháu hãy phát tán cái mùi hương đó cho toàn thành phố đi. Cả thành phố? Vậy liệu có ổn không cậu? Ổn, ổn lắm. Nhưng mà con chỉ muốn bạn con được nghỉ ngơi thôi. Con à, họ đã học tập
và làm việc rất mệt mỏi rồi, cả thành phố cũng xứng đáng được nghỉ ngơi chứ đúng không? Mình cái này là mình đang làm việc tốt mà. Vậy cũng được. Thôi con sẽ làm. Cảm ơn con. Bạn không biết mình là siêu lì, mình á có thể miễn nhiễm với tất cả các loại chất độc và virus nữa. Là sao? Giờ phải giải thích sao cho bạn hiểu ta? Hơi khó mà tự gán hiểu ha. Sao giờ này hết tiết học rồi mà chuông vẫn chưa reo ta? Cô ơi, chị em xin ra ngoài nha cô. Ủa em ơi, em bị sao vậy? Để chị xuống căng tin kiếm gì cho em ăn nha. Mua lẹ đi chú xỉu đó. Rồi xỉu luôn. Chú làm đại cho con món nào đi chú, bạn con sắp tiểu rồi. Không, thôi để ăn hả? Tôi cũng đói. Sao vậy chú? Trời ơi, chú làm đại cho con đi, món nào cũng được chân á. Ừ, làm được. Không ổn rồi, tất cả là lỗi do mình hết. Bây giờ mình phải ra ngoài kiếm đồ ăn thôi. Em có đồ ăn chưa? Chưa. Kêu thức dậy làm gì? Chị muốn kêu em là chị ra ngoài chị mua cho em nha. Mua lẹ đi, em sắp xỉu. Rồi xỉu luôn. Trời ơi. Trời ơi, tự nhiên đâu ra đang gấp con chó được nghe nói vậy. Cùng Quân vận động mỗi ngày, thu thập thẻ Quân nhận quà từ Quân. Sang thẻ quà Quân trong mỗi lốc sữa Quân bất kỳ. Tích lũy 24 thẻ, đổi ngay một quà cầm tay Quân, thổi bay cơn nóng mùa hè. Tích lũy 36 thẻ quà Quân, đổi ngay một ba lô hoodie Quân, không ngại nắng cũng chẳng sợ mưa. Tích lũy 40 thẻ quà Quân, đổi liền tay một bóng phản quang Quân, thỏa sức vận động cả ngày. Sang thẻ siêu vận động, đổi một đôi giày Patin Quân siêu ngầu. Cực sốc, sang được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một chiếc máy tính bảng iPad Gen 9, học online thêm phần sáng tạo. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Sang quà Cool ngay thôi các bạn ơi! Cho con đang mệt mỏi một sữa cua như là cái re luôn. Thế là xong rồi. Con chưa tóc mày với bye đây. Bye bye.